người đi đòi công bằng cho đội tuyển việt nam huấn luyện viên từng giúp hàn quốc đánh bại đội tuyển đức đã lên tiếng về nỗi oan của đội tuyển việt nam trong trận bán kết lượt đi huấn luyện viên đội tuyển indonesia ông shinte ông khẳng định đội tuyển việt nam phải hưởng được phạt đền đồng thời nhấn mạnh aff cấp cần phải có va sau trận kết bán lượt đi giữa việt nam và thái lan huấn luyện viên người hàn quốc shinte ông lên tiếng rất mạnh mẽ đòi công bằng dù không phải là đội bóng của ông tôi không hiểu vì sao trọng tài đã không cho việt nam được hưởng quả phạt đền hai tình huống diễn ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn gồm quan hải bị đẩy ngã trong vùng cấm và hậu vệ Werathep, phá bóng chạm tay trong vòng cấm đứng quan sát rất gần nhưng trọng tài người qatar aliân abda vẫn ra hiệu không có phạm lỗi và trận đấu tiếp tục huấn luyện viên sinh tê ion thắc mắc tôi không hiểu vì sao trọng tài lại không đổi coi cho việt nam hưởng quả phạt đền rành rành để nâng cao chất lượng của giải đấu ngoài sự chăm chỉ hơn của các cầu thủ tất nhiên trọng tài cũng cần có sự hỗ trợ của va terbola indonesia phân tích thêm do những quyết định sai lầm và một số chỉ đạo gây tranh cãi khác từ trọng tài việt nam đã thua không hai trước thái lan ở trận bán kết lượt đi tương tự đồng hương xin Tae yong huấn luyện viên park hang seo cũng kêu gọi aff nên đưa va vào vận hành tại giải bóng đá vô địch khu vực tôi chỉ có một yêu cầu với ban tổ chức và hiện đã rất phổ biến và chúng ta cần phải sử dụng nó hy vọng va sẽ được sử dụng ở giải đấu tới để giúp các trọng tài đưa ra những quyết định chính xác cùng với nhận định về trận đấu việt nam thái lan Huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng nói rằng, lẽ ra Indonesia nên được hưởng quả phạt đền khi Ricky Kamboja của Indonesia bị phạm lỗi trong vòng cấm ở trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Singapore. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận lượt về hôm qua, ngày 24 tháng 12, ông Shin Tae-yong nhấn mạnh: "Tôi nghĩ đã đến lúc AFF cấp thực sự cần có va. Thật bất công khi các cầu thủ cống hiến chơi với 100% sức lực nhưng có khi trận đấu lại bị phá hủy bởi trọng tài."